từ đầu tháng 2 đến nay, cán bộ chiến sĩ Cục Cơ động số 3 Tây Nguyên, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng miệt mài với những bài huấn luyện chó nghiệp vụ. Cùng với nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị cũng đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk luyện tập các nội dung phục vụ cho lễ ra quân huấn luyện năm 2020 và phát động thi đua cao điểm, đoàn kết lập công quyết thắng. Sau khi có điện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị cũng như là Ban giám hiệu trường Trung cấp 24 Biên phòng, thì đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập, chuẩn bị đầy đủ vật chất trang bị. Trong quá trình luyện tập thì thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk để tổ chức luyện tập các cái nội dung nó sát với thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. Theo hướng dẫn số 208 của Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được Tổng cục Chính trị chọn làm trước lễ ra quân huấn luyện năm 2020 và phát động thi đua cao điểm đoàn kết lập công quyết thắng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chủ trì. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an, biên phòng, đặc công, đóng quân trên địa bàn và các ban ngành đoàn thể, nhà trường triển khai hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, kịch bản luyện tập chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các gian hàng trưng bày theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu và phục vụ cho đại biểu tham quan, tổ chức phun thuốc khử trùng, phòng chống dịch khu vực nơi diễn ra buổi lễ. Chúng tôi xác định đây là cái vinh dự tự hào, nhưng mà trách nhiệm rất là lớn lao. Nhưng trong quá trình triển khai thì Thường vụ Đảng ủy, hai đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát và kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan quân khu của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh. Cho nên là chúng tôi đã triển khai ngay công tác chuẩn bị trong cái việc là xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở ban ngành. Trong đó, cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của Bộ và quân khu trên địa bàn của các cháu sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Văn hóa huyện Buôn Đôn rất là tích cực và trách nhiệm với lượng quân số là hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ và sinh viên tham gia. Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 và phát động thi đua là sự kiện chính trị trọng đại, chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thi đua với quyết tâm cao nhất. Buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đắk Lắk và tiếp sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam.